Thank you.
Ok các bạn, đây là trò chơi bọt biển nấu ăn nhé. Bọt biển nấu ăn. Chúng ta sẽ đóng vai là một người nấu ăn và phục vụ các khách hàng ở bãi biển. Nhiệm vụ của chúng ta là phục vụ trong khoảng thời gian nhanh nhất. Ok. Trong khoảng thời gian nhanh nhất phục vụ cho khách hàng thì chúng ta sẽ được nhiều điểm. Còn nếu mà để khách hàng đợi lâu thì càng lâu thì chúng ta giảm đi. Thế nên là để chú ý là thật nhanh. Ướp, làm rồi. Đấy, có hai màu nước sốt nên chúng ta để ý là phải đúng màu nước sốt của khách yêu cầu này. Không dần khách không ăn. Bỏ qua phần nói chuyện này. Đây là các bàn ăn của cửa hàng. Đấy, bàn ăn của cửa hàng này. Tiếp tục. Bây giờ mình đi vào này. Ok, 5 bàn like. Để xem bàn like, ok. Phục vụ nhanh thì sẽ được ngay, còn nếu mà chậm sẽ bị hai cốc cà phê, một cuốn cà phê. Bánh chúng ta mà nướng mà quá lâu rồi sẽ bị cháy bánh. Đấy, nên là không phải là cứ qua bánh còn nướng ngay được. Ok. Cần một cốc cà phê nữa. Ok. Được 10 like rồi. Ok. Đạt vừa chỉ tiêu. Ok, chúng ta cùng tiếp tục với cửa hàng chúng ta. Ôi, đây còn có cả anh chơi kèn. Chơi kèn trong cửa hàng phục vụ khán giả. Đó, nhiệm vụ lần này chúng ta là phải đạt 140 xoàng. Trong 40 xoàng, khách hàng mỗi lần khách hàng vào ăn thì sẽ trả xoàng chúng ta và yêu cầu là phải đạt tốc độ tần tốt để khách hàng không phải đợi thì chúng ta mới được cà phê. Khách hàng cần ăn bánh mì trắng cà phê. Bánh mì chăm dâu. Bánh mì chăm dâu và bánh mì trắng. Chăm dâu và trắng. Cà phê. Ủa, cái đó. Phục vụ khách hàng không kịp rồi. Khách
đang rất vội. Hai trăm bốn mươi ba trên 140 xu hạng, chúng ta vẫn đang đạt điểm. Chúng ta sẽ vào vai một điểm để nấu ăn cho bếp ăn của nhà hàng này. Một nhà hàng có phong cách rất là đẹp, bàn được phủ khăn caro. Ta mở riêng cho được gì là 100 bàn, bàn được phủ khăn caro và ghế được làm từ vỏ sò. Ok, ta đặt được một cái biển hiệu này. Biển hiệu menu đó. Biển hiệu chúng ta đâu nhỉ? Menu vào tám này, menu vào up. Đấy, chúng ta có thể thay đổi bàn ghế 500 vàng à, thay đổi là bàn chỗ này. Ok luôn. Hàng rào. Bóng bay này, 500 vàng. Trang trí cửa hàng chúng ta thay sàn gỗ này. Bàn chúng ta có thể thay bàn hồng. Ok, rất đẹp. Chúng ta thay đổi giao diện đi. Tiếp tục à. Kinh cơm thì mới đi vào áp được một biển lên. Ok, chúng ta sẽ đến với đi vào 8. Và nhiệm vụ lần này chúng ta cần qua 260 tòa. Ok, thời gian đang chạy bên này nha mọi người nha. Thời gian là không kịp rồi. Ok, một dâu, một kem, một cà phê. Dâu, ok, dâu, ok, dâu, kem, cà phê. Ok, cà phê. Cà phê rất nhanh như nào, cà phê ơi. Nhiều khách đặt cà phê quá. Nhiều khách đặt cà phê quá. Food shop, food shop, food shop. Một bánh trắng, cà phê, cà phê. Ok, combo x3 luôn. 261 trên 260 chùa. Quá thích thịt. Quên cái gì đây? Này, 5 kim cương để nâng cấp cái gì đây? Đi vào chứ. Phục vụ được 12 khách hàng. Ok, cà phê chúng ta đã rót. À, còn thêm cái gì đây? Đúng không? Một bánh mì trắng, một cà phê đã xong. Cà phê đây.
ta cũng có bánh mì sẵn sàng ở đâu này. Cà phê cà phê 16 khách. Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm. Ok, đã nhận được chiếc mũ mới và muốn nâng cấp bọt biển lên thì chúng ta còn cần phải làm rất nhiều. Vì yêu cầu là 25 trên 100. Ok, còn phải làm rất nhiều. Lại tiếp tục thôi. Bạn này người mới 230 xòa. Không phải là bọt biển nữa rồi. Còn có cả thêm món rắc thêm cả rắc thêm cả thêm nữa ra thêm dầu rắc thêm hình như ấy là trời ơi rắc thêm việt quất, mình đã nhớ ra rồi, rắc thêm việt quất các bạn, thêm việt quất mạnh. Bọt biển này đâu tâm cảm. Không biết là có vấn đề gì. Unlock Patrick. Patrick và bọt biển. Bảy lần mai còn bảy lần mai của khách hàng. Ok, cà phê cà phê ôi quán cà phê đi nâng cấp cà phê đi mười một mười hai nay rồi. Ok luôn. Thank you.
canh trong vòng 55 giây. 210 quả. Wow. Một cà phê 100 dâu. Tiếp tục lại 100 dâu và một cà phê. 100 dâu và một trắng. Ok, 100 dâu. Một nhoa và một cà phê. Ok, 100 dâu, cà phê. Dâu, cà phê. Ô, gà có tư. Cà phê, mấy tư à? Đây qua. Ba. Sàn nhà. Sàn nhà chúng ta có thể thay thành màu lưu. Oh. Ta không đủ, còn chơi một lần nữa thì mới đủ kia vũ vàng để thay màu sàn sàn được cửa hàng. Sáu lượt này, ok. Ok. Một nghìn hai rồi, chúng ta vào thay đổi để qua lại. Để qua lại sàn này. Ok. Ok. Rất đẹp. 500 vàng. Ok. Đấy, sàn là một con rất đẹp. Đi vào một 22 thử thách. Chúng ta phục vụ 22 thử thách. Hai cà phê. Khách hàng chỉ thích cà phê. Dừng cà phê nữa. Thank you.
2 9 2 2 của các